Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Lưới Đời Sài Gòn TV trên băng tần 57.7 hệ thống Galaxy 19. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, quý vị đang nghe Thảo Yên trình bày về luật mới liên quan đến ID căn cước của mỗi người dân, và luật định này áp dụng trên 50 tiểu bang. Mới chúng tôi biết được là đã thông qua từ năm 2005 rồi, nhưng mà sau đó California nói chúng tôi cần thêm thời gian để mà có thể thi hành. Chính vì thế rời đến cho đến tháng 10 2020 là hạn chót, mà nhất là dưới triều đại của ông Trump nữa, ông đẩy mạnh thêm việc mà phải áp dụng. Họ nói là vấn đề an toàn máy bay ha, Thảo Yên hả? Họ nói rằng tất cả những cái vị nào mà không bay đó thì ok, có thể di chuyển ở các nơi được, nhưng mà có thể là trong tương lai cũng thay đổi luôn nữa, từ tiểu bang này sang tiểu bang kia mà đi dọc đường mà bị chặn lại đó. Dạ, vâng. Cũng có thể họ nhìn thấy cái ID cũ, họ nói rằng tại sao không có ID mới. Thì ngay bây giờ với những quý vị nào ở California thì bắt đầu tháng giêng sang năm, phải không? Còn mấy tháng nữa là chính quyền liên bang bắt đầu yêu cầu tất cả các tiểu bang bắt đầu phải điền đơn. Và chúng tôi nhìn theo dõi ở đây đó, California sẽ không còn cho phép những người mà di dân bất hợp pháp nữa có được căn cước mới. Bởi vì sao? Lần này họ đòi hỏi dữ dội quá. Birth certificate, giấy khai sinh, rồi thêm hai cái tài liệu để chứng minh quý vị ở đây hợp pháp, residency và social security card. Mình có cái số mình ghi xuống được không nào? Dạ, bây giờ thì là mình đi vào đó mình cứ ghi xuống, nhưng mà khi mà anh nộp đơn cho cái real ID mới đó là không thể, anh phải cầm cái thẻ social security card vào. Họ không. Như vậy là cái ID của tôi đang có là fake ID. Còn cái ID mới áp dụng năm 2020 là real ID, họ dùng cái chữ real ID thưa quý vị. Bây giờ thì quý vị lên máy bay đi du lịch thì được, nhưng mà đến năm 2020, tháng 10 2020 đó là xong. Lên quý vị ra phi trường mà đưa cái ID mà fake ID quý vị đang có ở California là Alihub quay về nhà. Wow, phải có mặt ở văn phòng DMV. Vâng. Không thể in person. Làm xin online thưa quý vị. No online. Không. Không có fake cái gì hết. Social security card phải cầm cái đó, tôi mất giờ thì sao? Bây giờ phải đi xin lại tôi phải đi xin cái thẻ đó được. Oh man, quá phiền toái nữa. Đó là những gì đang diễn biến thưa quý vị. Trở lại với chuyện của ông Comey một lần nữa. Có cái chi tiết nhỏ nhỏ đó và đã được đề cập đến ngày hôm nay. Ngoài cái chuyện mà các bạn ghi nhớ đó thưa quý vị, thì họ nói rằng việc mà ông Trump trong một cái thư sa thải á, không biết ông này đúng là há miệng mắc khoai mà. Trong cái thư sa thải ông còn nói chứ, tôi mặc dầu cảm ơn anh đã 3 lần hả? Anh đều nói với tôi đó là tôi không, là phía FBI không có điều tra tôi. Nhưng mà bởi vì anh làm việc không hữu hiệu cho nên anh bị sa thải. Thì không biết tại sao ông lại kèm cái câu đó vào, thế là cái câu đó đã bị giới chức là truy xét. Họ mới đặt vấn đề, và lần này chúng ta sẽ chờ đợi xem là ông Comey sẽ phải trả lời với các nhà lập pháp như thế nào mà đến 3 lần. Và liệu một giới chức của FBI mà nói chuyện với Tổng thống, mà trả lời Tổng thống rằng ô, tôi không có điều tra ngài, cái điều đó có hợp pháp hay không? Tại vì cái hành động đó là hành động không hợp pháp, phải không ạ? Bởi vì FBI là một cơ quan độc lập với chính phủ, không thể nào mà nói với ông Tổng thống tôi không có điều tra ngài. Cho nên nhiều người nói đó là ông Comey không bao giờ nói cái chuyện đó ra cả. Và ngay cả cái chuyện mà khi mà ông Donald Trump gặp ông Comey trong tòa Bạch Ốc vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, thì tại sao ông Trump lại yêu cầu ông Jeff Sessions và ông Mike Pence phải rời phòng họp lúc đó?
chỉ có riêng ông Trump và ông Comey mà thôi. Đây là những gì mà phía ông Comey nói, chứ còn thực sự mình không biết. Đây chỉ là những cái tin tức được đưa ra dựa trên bản ghi nhớ của ông James Comey mà thôi. Tại sao ông Trump lại yêu cầu ông Mike Pence, phó tổng thống của mình, không tin ông sao mà phải yêu cầu ông rời khỏi cái phòng họp? Để rồi ông Trump yêu cầu ông Comey đừng điều tra Michael Flynn nữa. Wow! Cái câu đó thôi là đủ để có thể luận tội một tổng thống vì cái tội obstruction of justice, thưa quý vị, cản trở công lý. Trong khi đó thì ông Trump đã biết là FBI vẫn đang điều tra không những Michael Flynn mà điều tra luôn ông Trump và các thành viên trong ban vận động và hoạt động ở Tòa Bạch Ốc liên can đến Nga. Tất cả những cái điểm này, đây chỉ là những gì mà chúng ta được đọc thấy trên báo chí thôi. Giới lập pháp không biết được đó là chuyện thật hư như thế nào. Bây giờ họ muốn xem bằng chứng và cuộc điều tra liệu rằng có chứng minh được, bằng chứng được đưa ra là có thật hay không nữa. Cái đó là cái khó của mình. Nhiều người thì họ chỉ tin ông James Comey là người nói thật từ xưa tới giờ, bởi vì ông giữ vai trò giám đốc FBI mà. Và nhiều người họ có bằng chứng về cái bộ ghi nhớ của ông Comey từ trước, đã 10 năm trước ông đã có thói quen rồi, ông đã viết rồi. Cho nên họ tin là cái bản ghi nhớ của ông James Comey là có thật. Và bây giờ như vậy đó, nếu mà họ nhìn thấy rồi thì bây giờ họ hỏi ngược lại bên phía Tòa Bạch Ốc và hỏi ông Trump. Bây giờ yêu cầu ông, nếu mà ông Trump nói những cái đó là fake hết á, là xạo hết á, thì bây giờ chúng tôi yêu cầu ông phải cung cấp bằng chứng. Ông có cái tape không? Ông có cái tape để nói rằng ông Comey nói với ông là ông Comey không có điều tra ông hay không? Ông có cái tape để chứng minh rằng ông không hề nói cái chuyện là yêu cầu James Comey đừng điều tra Michael Flynn hay không? Bởi vì họ nói trong Tòa Bạch Ốc bất cứ một cái lời tuyên bố, cái câu chuyện nào của ông Tổng thống cũng phải được thu âm hết, thưa quý vị. Tất cả những vấn đề trong Tòa Bạch Ốc cần phải thu âm lại để làm bằng chứng. Và ngay cả giới truyền thông, khi quý vị trích đoạn Tổng thống đó, thì ngay cả cái sự ho hay là ngập ngừng của ông Tổng thống, giới truyền thông cũng không được cắt xén nữa. Khi mà họ trích đoạn nguyên văn là phải để hết. Và thường đó, Tòa Bạch Ốc cũng cung cấp cho giới truyền thông những cái đoạn ghi âm như thế này. Cho nên bây giờ thì có thể nói rằng tất cả các giới truyền thông trên thế giới đang theo dõi và họ đang chờ đợi từng ngày một để được nghe chính thức ông James Comey xuất hiện. Họ nói rằng không khác gì một O.J. Simpson trước đây cả. Tàu Yến còn nhớ cái vụ mà O.J. Simpson, là khi ông xuất hiện đó, là cả nước Mỹ và thế giới luôn nữa. Có những người họ bỏ ăn luôn, họ bỏ việc làm luôn, các quý bà đó, bởi vì họ quá xôn xao trong cái chuyện O.J. Simpson ra, rồi nghe nhân chứng kể chuyện là kéo dài cả tháng rồi luôn. Nó thành cả một cái show truyền hình mà chiếu trực tiếp. Thì lần này James Comey ra là chuyện lịch sử sẽ được lặp lại khi mà ông xuất hiện, bởi vì mọi người sẽ theo dõi để xem ông nói gì và có cung cấp được cho Quốc hội những cái bằng chứng cụ thể hay không. Một bản tin khác cho biết thì thưa quý vị, Bộ Nội an mới đây đã vừa đưa ra một cái thông báo tái khẳng định là những nguy hiểm mà do những cái mầm mống khủng bố đang sinh sống ngay tại Hoa Kỳ vẫn là một cái mối nguy hiểm bậc nhất từ sau vụ khủng bố 9/11. Thì cái bản thông báo này đến từ Hệ thống Tư vấn Khủng bố Quốc gia cho biết là các tổ chức khủng bố đang kêu gọi áp dụng những cái công cụ dễ tìm hoặc là những cái phương thức dễ sử dụng để nhắm tấn công vào các địa điểm công cộng hoặc là những cái sự kiện có nhiều người tham gia. Và những cái vụ tấn công và những cái công cụ đó sẽ bao gồm như là xe hơi, vũ khí nhỏ như là dao, súng ngắn, vật liệu nổ tự chế hoặc là bắt cóc các con tin.
thì bản thông báo này cho biết các phần tử khủng bố nước ngoài có thể đang cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng visa từ những cái quốc gia được miễn thị thực. Và mục đích của những tên khủng bố này vào Hoa Kỳ là nhắm thực hiện những vụ tấn công hoặc là kích động lòng thù hận từ những người đang sinh sống tại Hoa Kỳ này. Thì kể từ sau vụ xả súng ở Florida, cơ quan FBI cho biết họ đã điều tra 900 đối tượng nghi ngờ có liên quan đến khủng bố Hồi giáo ở 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo quý vị nha.